Hello. Hôm nay cho các bạn coi iPhone mới. iPhone 11. iPhone 11. iPhone 11 đấy. Yes, I think. Mua thẻ ra gì tiếp, miếng giấy này. Đó. Cái hộp nó gì? Look at this. 256 gì? Just look at it. Look how much it costs. You see? I don't think you can. Đọc cho nghe luôn đi. It costs. Mở ra coi trong này có gì ha. Kiếm vô nào mở ra. Mở ra hiền. Cái này. This right here is $1,328. Ta-da! Ta-da! The brand new iPhone 11. Mở đi, để coi mới có gì. Mở từ từ. There is a pair of headphones, a charger. It looks like a big one. And one of these. Giờ nó xài cái đồ chạc á, không giống cái kia nữa, mà đổi mới hết rồi. Ba. Ba. Đây nghe. Ba. Ok, cho con thêm lần nữa, con ngồi một lát. Không có gì. Coi. Ba. Ba. Ba, wait, wait, wait. Ba, kêu ba. Quay cho người ta coi. Ba, hello. What? I can see you, daddy. Thôi bây giờ mở lên. Sao mở lên được? Mở bên đây nè, mở lên. Mở lên nè. Có pin mà. Sao không? iPhone, Apple. Ba ăn ăn apple mà. Tiền chân. Ok. Vậy được rồi. Ba nha.